Vâng, xin chào quý vị đã trở lại với video giới thiệu sản phẩm tại Fitter Outdoor. Hôm nay em xin khui đôi tai loi Sterling đời GR của công ty anh Duy phân phối. Và nguyên thùng ạ. Nguyên thùng hôm nay thì em sẽ khui để xem cái vân của nó quằn quại đẹp đến đâu. Và anh em nào mà muốn sở hữu thì sau khi theo dõi clip này mà kết thì điện thoại cho Phi Thuật qua số 0943889788, em ở cách thị trấn Thường Tín 1 km. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì xin mời bấm nút đăng ký và nút chuông. Và sau đây thì em sẽ khui. Đâu.
Vâng, và thưa quý vị, là đôi Sterling GR mới cứng này, em vừa khui. Thì với giá niêm yết tại hãng thì nó vào tầm khoảng 130 triệu. Quý vị nào muốn sở hữu đôi này với bộ vân đẹp, quằn quại, tuyệt vời này, với giá chiết khấu cực kỳ tốt thì mời liên hệ trực tiếp với Future Auto qua số điện thoại 0943889788. Quý vị nào ở quanh khu vực Hà Nội thì mời trực tiếp qua shop nhìn thực tế. Và hoặc là kết bạn Zalo. Vậy cũng số điện thoại của em ạ, và kết bạn 0493889788, kết Zalo để em gửi chi tiết ảnh vân. Thì có thể trong khi quay clip thì có thể quý vị nhìn vân nó không kỹ bằng. Dạ vâng, và em xin kết thúc video giới thiệu sản phẩm tại đây. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì xin mời bấm vào nút đăng ký và nút chuông để nhận được những video mới nhất mà Future Auto thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.